Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ngắn tiếp theo của Lê Quốc Cường. Bạn ấy từng giới thiệu cho kênh chúng ta hai tập truyện rất hay, Phòng 402 và Người Trong Mộ Đêm. Ngày hôm nay đến với tập truyện thứ ba, Tiếng Khóc Trong Rừng. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Khang à, dậy chuẩn bị đi với ông nội đi con. Khang choàng tỉnh giấc, khẽ bực bội trong lòng vì tiếng kêu của bà Minh, mẹ cậu đang gọi từ dưới bếp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời còn chưa hửng sáng. Khang cầm cái điện thoại xem giờ thì vò đầu muốn hét lên. Trời ơi, chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Còn gì khó chịu hơn việc vào ngày cuối tuần phải dậy sớm như thế này. Lý do mà Khang bị mẹ dựng đầu dậy vào giờ này là vì hôm qua cậu chàng nhận được tối hậu thư của bà, tuyên bố hẳn hoi là cậu sẽ không được ngủ nướng nữa, mà phải dậy sớm đi thăm mộ của một người quen với ông nội. Bình thường thì cái trọng trách này thuộc về ba cậu, nhưng xui là hôm nay ba bận việc không thể sắp xếp đi với ông, nên tất cả được bàn giao lại cho Khang. Cậu nằm trên giường, cơn ấm ức đang trỗi dậy trong lòng. Cậu đang phân vân không biết mình có nên giả vờ bệnh để được ở nhà hay không. Nhưng ngay lập tức, Khang lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó ngay. Cậu hiểu nếu mà mẹ biết được cậu giả vờ thì tiền xài mỗi tuần chắc chắn sẽ bị bà cắt không còn 1.000. Với ai, chứ với mẹ thì cậu quá hiểu. Bà Minh là một người cực kỳ ghét sự dối trá. Tiếng của mẹ lại vang lên dưới nhà hối thúc Khang. Thôi, coi như mất một buổi cuối tuần, cậu liệu hồn mà xuống nhà gấp trước khi cơn thịnh nộ của mẹ bùng lên. Con nghe rồi, con dậy rồi nè. Uể oải bò dậy, cố gắng chậm nhất có thể vì vẫn còn đang tiếc nuối cái hơi ấm từ cái giường. Hai mắt của cậu vẫn còn díu lại với nhau chưa mở hẳn ra. Cậu với tay bật công tắc điện lên. Ánh sáng từ cây đèn trong phòng rọi ra làm cậu phải che mắt lại. Sau một lúc như đã tỉnh hơn, cậu mở mắt ra nhìn vào gương. Trong đó hiện lên một thanh niên cao gầy, mái đầu bù xù, với khuôn mặt ngờ nghệch đang nhìn lại. Khang tặc lưỡi một cái, thầm hiểu cái ngày nghỉ duy nhất trong tuần đến giờ phút này coi như biến mất. Cậu mở tủ đồ ra, tìm một cái quần jean cũ, một cái áo sơ mi nhào mặc vào. Dù sao hôm nay cũng không phải là một chuyến đi chơi vui vẻ gì, nên Khang cũng chẳng thèm chỉnh chu làm chi. Quần áo xong xuôi, cậu làm vệ sinh cá nhân, cố gắng ép cái mái đầu của mình xẹp xuống cho ngay ngắn, rồi lê từng bước nặng nề xuống nhà. Lúc này phòng khách đèn đốm đã sáng trưng, ba cậu đang ngồi uống trà với ông Hải, ông nội của cậu. Mẹ thì đang gói ghém vài thứ cho vào cái túi. Bà vừa thấy con trai liền nói ngay: "Một lát con xách theo cái này cho ông nội. Ông nói cái gì thì làm theo cái đó, đừng có ngơ ngơ đó nghe chưa. Cha ăn sáng đi, rồi tranh thủ lên đường cho mát, để lát nữa nắng lên á." Khang sụ mặt gật đầu, đi ra ngoài phòng khách thì ông Mạnh ba cậu nhíu mày phê bình: "Cái thằng, đã bà nói mày đi thăm mộ á thì mặc đồ cho đàng hoàng, ăn mặc cái gì vậy?" "Tôi kệ nó đi, bay rầy nó làm chi, mà cũng đâu cần thiết phải cho nó đi theo đâu. Tao thấy thôi cứ để cho nó ở nhà, tao đi một mình cũng được mà. Nó học cả tuần rồi cho nó ngủ chứ. Thôi ba, cứ để nó đi một bữa cho biết. Cái thằng cứ ở nhà bấm điện thoại triết rồi ngu người ra. Với lại ba cũng lớn tuổi, đi một mình nguy hiểm lắm." Khang khó chịu ngồi xuống kế bên ông nội. Dẫu sao thì ông là người luôn bênh vực cậu mỗi khi cậu bị ba mẹ la mắng vì cái thói ham chơi của mình. "Ủa mà nói tới quần áo á, sao con thấy lần nào đi giếng mộ nội cũng mặc cái bộ đồ lính rách này vậy?" Ông Hải chỉ cười, trên gương mặt già nua có một cái sẹo nhỏ ngay má trái. Tuy tóc tai chải chuốt rất chỉnh tề,
Nhưng đúng thật là lúc nào ông cũng mặc bộ đồ lính cũ nát có nhiều vết vá này. Thậm chí ông còn mang theo cái nón cối cũ từ thời đi lính. Tay chân của ông đầy các vết sẹo lớn nhỏ. Trong xóm có mấy đứa con nít hỗn hào, còn đặc biệt danh cho ông là Hải Sẹo. Tao đi giếng bạn tao, chứ có phải bạn mày đâu. Thích mặc gì mà không được. Bà má mày quyết định vậy thì cho mày đi một bữa cho nó biết. Khang gật đầu cười gượng với ông nội một cái, mắt nhìn lên bức tượng treo đầy các bằng khen, quân chương của nội. Ông là một cựu quân nhân. Ông tham gia đi kháng chiến trong chiến trường Campuchia và có những thành tích xuất sắc. Tất cả những tấm bằng khen, quân chương đó chính là minh chứng hào hùng cho tinh thần yêu nước, sẵn sàng đứng lên theo tiếng gọi của tổ quốc của ông. Nhưng về phần ông Hải, ông chưa bao giờ vỗ ngực tự hào về những bằng khen đó. Có đôi lúc chính mắt Khang thấy ông nội mình đứng nhìn những thứ ấy với ánh mắt đượm buồn. Dường như với ông, nó còn mang một ký ức đau buồn nào đó mà chưa bao giờ ông thổ lộ ra. Rồi cứ đến ngày 19 tháng 9 âm lịch, ông sẽ đi tảo mộ những đồng đội của mình ở tận bên Tiền Giang. Mặc dù ông đã chuyển vào sống với gia đình con trai, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào cả. Cái mà khiến cho Khang không khỏi thắc mắc là chẳng biết cái người kia có sức ảnh hưởng như thế nào đến ông, khiến cho ông lại trân quý như thế. Thậm chí cậu nhớ có lần ông đổ bệnh phải nằm viện, nhưng cứ một mực bảo con cháu dìu đến đó để thăm mộ người ấy. Cũng may lần đó cả nhà hùa nhau ra thuyết phục, đến mức ba của Khang phải hứa với ông là việc đầu tiên khi ông xuất viện, ba sẽ lập tức chở ông đến thì ông mới chịu yên mà nghỉ ngơi. Ông năm nay ngoài 70 nhưng nhìn còn rất khỏe mạnh. Chắc do thời trẻ thường xuyên luyện tập thân thể để tham gia chiến tranh nên ông mới trắng trỗi và kiên cường như vậy. Khang cố gắng ăn cho nhanh bữa sáng của mình, nghĩ tới cảnh phải đón xe khách rồi chen lấn ở ngoài bến xe mà lòng cậu thấy chán ngán quá. Ông Mạnh quay qua nói với ông Hải. Ba có tính kể cho thằng Khang biết chuyện đó không? Ừ, dạ. Chuyện gì ba? Hồi lúc ba còn nhỏ, ông nội con kể chuyện ông đi lính gặp ma thôi. Khang quay qua nhìn ông nội bằng ánh mắt càng tò mò hơn. Đang tính nói thì bị ông nội ngắt ngang. Thôi nó còn nhỏ, hù nó làm chi tội mày. Chuyện xưa cũ thôi mà. Con ăn đi rồi ông cháu mình đi, để về trễ má mày nhằn nữa đó. Trời ơi, nó 20 tuổi rồi chứ nhỏ dại gì nữa ba. Hồi đó con mới có 9-10 tuổi, ba cũng kể con nghe đó mà. Ông Hải không đáp, chỉ cười xoa đầu thằng cháu nội của mình. Khang thì không biết chi hết, cứ quay qua nhìn ba và ông nội để chờ đợi một câu chuyện thú vị mà sắp được kể cho nghe. Cái gì chứ mà tâm linh hay ma quỷ thì cậu có sợ gì đâu. Theo nhận thức của Khang thì ở thời kỳ hiện đại, có ma nó sợ người, chứ người làm gì sợ ma nữa. Ông Hải thì chẳng tỏ ra hứng thú với cái việc sẽ kể cho Khang nghe về những kỷ niệm thời đi lính của mình. Khi Khang đã hoàn thành xong bữa sáng, ông Hải gật đầu hài lòng. Rồi cứ thế cả hai ông cháu được ông Mạnh chở ra bến xe để bắt xe về Tiền Giang. Suốt cả một quãng đường khá xa thì cuối cùng cả hai ông cháu cũng tới được nơi. Khang tay xách theo cái túi đồ mà mẹ chuẩn bị. Cái nắng đang chiếu xuống làm cho Khang cảm thấy rất khó chịu. Tới chưa nội? Ông Hải lắc đầu tỏ ý vẫn chưa đến. Trái với trạng thái chán chường của cháu, ông lại có vẻ vui mừng thấy rõ. Vừa xuống xe, ông đã đứng chỉnh đốn quần áo ngay ngắn, đội cái nón chỉnh tề. Đáng lý ra với cái bộ dạng này, ông phải thu hút được kha khá sự chú ý từ người dân xung quanh. Nhưng lạ là chẳng có ai cảm thấy tò mò gì về ông. Có lẽ cái việc mỗi năm ông đều đặn xuất hiện ở đây cũng làm cho bà con quanh đây quen mặt. Thậm chí có người đàn ông trung tuổi đang ngồi trong quán nước lập tức vẫy tay. Ủa, bác Hải, tưởng năm nay bác không ghé chứ, sao đi trưa nắng dữ vậy? Chú Đoạn đó hả? Tình hình buôn bán sao rồi?
Bữa nay thằng con tôi có công chuyện nên không có chở tôi đi được. Đi xe khách nên trễ chút xíu. Đây là thằng cháu nội tôi nè. Khang à, thưa chú Đoạn đi con. Khang gật đầu chào lễ phép với người đàn ông trước mặt. Chú Đoạn là chủ quán nước ngay đầu hẻm này, nên nhà ai hay khách nào cũng đều biết mặt. Chú nhìn Khang mà cười. Ủa, bác Hải à, bác có thằng cháu bảnh dữ ta. Để con lấy hòn đai chở hai ông cháu vô, chứ trời này mà đi bộ về là đổ bệnh á. Khang mừng quýnh. Nghĩ tới cái cảnh phải đi bộ một quãng nữa thì thật muốn bắt xe về thẳng Sài Gòn cho rồi. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu, Khang đã sụ mặt vì ông nội xua tay. Thôi chú ở nhà lo buôn bán đi, tôi đi bộ xíu cũng tới. Chú ướp sẵn cho tôi hai trái dừa nghe, lát xong việc tôi ra uống. Là đi thôi con. Nói xong ông kéo tay Khang đi tới, không quên vẫy tay chào chú Đoạn. Cứ thế hai ông cháu lại cuốc bộ thêm một đoạn đường nữa. Ông Hải vừa đi vừa kể cho thằng cháu nội về khung cảnh xung quanh đã thay đổi như thế nào. Lúc thì chỗ này ngày xưa không có đường bê tông, toàn đường đất đi trơn lắm. Lúc thì mấy chục năm trước ở đây vắng lắm, bây giờ thì nhà cửa mọc lên như nấm. Có vài người nghe giọng của ông cũng chạy ra ngó nghiêng vui vẻ chào hỏi. Rồi rồi, tới rồi. Ủa mà cái cổng này cũ như vậy, sao người ta chưa thay mới nữa cả? Cuối cùng cũng đã tới nơi. Khang nhìn theo ông nội, thấy một cánh cổng sắt đã cũ, có vài sợi dây leo bám ở phía mép cửa. Phía trên cổng có một cái bảng lề bị đứt ra. Chắc có lẽ đây là cái bảng nghĩa trang, do lâu nên bị rơi mất. Chú Liêm ơi, chú Liêm. Một ông bác khoảng 60 tuổi đi ra, tay còn đang cầm chai nước, mặt mày lấm lem đất cát đủ thứ. Ủa, mới nhắc ông xong ông tới luôn nè. Thiệt chứ nhắc tiền mà linh vậy cũng tốt ghê. Ủa rồi ai đây? Cháu nội tôi đó. Sống tới bây giờ mới được cháu nội hộ tống đi thăm mộ à. Ông Liêm cười, đẩy trọng cái cổng sắt để đón hai ông cháu vào. Tiếng cổng kéo càng kẹt khiến cho Khang nổi hết gai ốc. Ông nội và ông Liêm quảng trang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi. Qua 10 phút, ông mới dẫn Khang đi sâu vào phía bên trong. Bản thân cậu cũng tò mò muốn xem thử người nào mà khiến ông nội để tâm như vậy. Cả hai đi qua hết từng hàng mộ, cuối cùng dừng lại ở một ngôi mộ trang nghiêm lạ thường. Khang nhìn vào, cố gắng căng mắt ra để nhìn tấm bia trên mộ. Thời gian đã phai mờ đi nét chữ khắc trên đó. Cậu mường tượng đọc được những dòng: tưởng niệm chiến sĩ anh dũng hy sinh Nguyễn Trọng Phong, sinh năm 1950, mất năm 1979, hưởng dương 29 tuổi. Khang ngạc nhiên vì người này mất trẻ như vậy, ngay cái tuổi đẹp nhất đời người mà họ đã ra đi rồi. Ông nội cậu thì ngẩn người nhìn lên tấm bia, có vẻ xúc động lắm. Khang đặt túi đồ xuống cạnh bên rồi hỏi: đây là đồng đội của nội hả nội? Ông Hải gật đầu, gương mặt già nua hiện lên một nỗi buồn khó phai mờ. Sao mà con thấy liệt sĩ á, thường được chôn ở nghĩa trang liệt sĩ sạch sẽ lắm mà. Sao mộ của ông Phong này nằm đây nội? Ông Hải quay qua nhìn thằng cháu, ánh mắt buồn có hơi ngân ngấn. Vì nguyện cuối đời của ông Phong là được chôn ở gần gia đình, nên chính quyền cũng đồng ý cho đem về đây an táng. Nhà ổng ở phía trong kia, cách một đoạn ngắn thôi con. Khang ậm ờ hiểu ra. Hai ông cháu đứng nhìn ngôi mộ của người chiến sĩ này. May là xung quanh có các tán cây rộng nên có bóng mát. Gió thổi nhẹ nhẹ càng tạo thêm cái không khí u buồn hơn. Khang lúc này cũng không thể giữ được cái sự tò mò nữa. Cậu tráng nhịn cả quãng đường rồi, bèn rụt rè hỏi: nội ơi, nội kể con nghe chuyện của nội với ông Phong đi. Hồi sáng con nghe bà nói cái gì mà có ma quỷ nữa đó. Nội kể cho mày nghe cũng được, nhưng mà nhắm tâm lý chịu nổi không? Hồi nhỏ ba mày nghe xong
sợ không dám ngủ một mình cả tuần lễ. Khang cười, cái gì chứ mấy cái khoản ma quỷ thì cậu không có ngán. Ông Hải thấy thằng cháu tỏ ra gan dạ, bèn từ từ kể lại câu chuyện cũ thời đi bộ đội của mình. Ánh mắt ông dần trôi về một miền quá khứ. Trần biên giới Việt Nam, Campuchia, năm 1979. Từng hạt mưa trút xuống khu rừng âm u, gió thổi mạnh qua từng tán cây, tạo nên tiếng gào rít đến rợn cả người. Trời càng về tối, không khí xung quanh càng trở nên lạnh buốt. Cái bạt được căng lên, cột vô mấy thân cây để che đi phần nào cơn mưa đang đổ xuống. Phong, đội trưởng có một tiểu đoàn bộ binh thuộc lực lượng kháng chiến chống Khmer Đỏ, đang cố gắng nhóm lửa bằng mấy que diêm trong cái ba lô. Hải thì ngồi kế bên co ro vì lạnh. Sau một hồi, bằng hết khả năng và kinh nghiệm trận mạc, Phong nhóm lên được một đốm lửa nhỏ. Đốm lửa tỏa ra luồng hơi ấm áp và ánh sáng bao phủ lấy cả hai người đàn ông. Gương mặt của Hải đã tái nhợt đi vì lạnh. Phong cũng thế, nhưng trên mặt của anh còn có thêm nét hồ hởi vì đã nhóm lửa thành công. Này Hải, qua đây xử tí cho ấm đi. Hải nhìn Phong, lúc này chỉ có hai anh em nên cũng chẳng ai giữ lễ nghĩa quân đội quá nhiều. Cậu nhảy tới, đưa bàn tay ra trước lửa. Hơi ấm từ ngọn lửa thật dễ chịu. Hải nhìn Phong rồi hỏi: Anh Phong à, không biết anh em mình có mấy người trốn được, mà sao bên địch biết mình đang trú ở nhà đó hay gì? Phong nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sáng của anh như muốn nhìn xuyên qua cả khu rừng. Tao không biết nè, có khi là do dân họ bị đánh quá, họ chỉ đại thôi. Tụi nó lùng dân phía ngoài ghê lắm, không trách họ được. Dù sao thì cái đám này ra tay tàn độc quá, nó giết cả nhà, không khai mới lạ. Mà thôi, bây giờ cái chuyện đó bỏ đi. Quan trọng bây giờ là không biết mấy người kia ở đâu, chia nhau ra chạy, không biết có bị bắt lại hay không nè. Hải vẫn còn trung với pha thoát chết vừa rồi. Cậu nói: Vậy bây giờ tính sao đây anh? Em sợ ở đây một chút tụi nó cũng vô rừng lùng bắt à. Chưa đâu, đang mưa to gió lớn, tụi nó còn núp chứ chưa có rảnh đâu mà vô. Đi đường rừng không cẩn thận trơn trượt, xảy chân mất mạng như chơi đó. Tụi nó cũng không có dám liều. Nhân lúc này mày sưởi ấm đi, hong khô áo quần đi. Một lát tạnh mưa, tụi nó ngửi thấy mùi khói, nhìn thấy ánh lửa là chết đó. Hải gật đầu. Cứ thế hai người chiến sĩ thay bộ đồ ướt ra, trồi hơ trên đống lửa. Bóng tối đã bao phủ lấy cánh rừng, càng tạo thêm nét u tối đến rợn người. Anh Phong à, chỗ của mình còn cách điểm tập kết xa không? Phong lấy cái la bàn nhỏ trong ba lô, mượn chút ánh sáng từ đống lửa để nhìn. Anh chỉ tay qua bên trái của mình. Đây là hướng chỗ tập kết, anh em mình chạy cũng khá sâu rồi. Rừng này tuy nhìn rậm, nhưng mà không có trọng đâu, cố gắng chút nữa ra khỏi đây thôi. Mày còn gì để bộ bụng không? Tiếng trột trột trong bụng của Phong báo hiệu cơn đói đang kéo đến. Từ nãy giờ chạy hùng hục tìm chỗ lẩn trốn, tiêu hao hết năng lượng nên đói cũng đúng. Hải lôi cái ba lô của mình ra, moi được vài thanh lương khô. Lúc nãy chạy nhanh quá, em không có kịp gom được cái gì. Trong túi còn mấy miếng này. Ừ thôi để dành đi, mình còn phải đi một đoạn xa nữa. Khi nào đói lắm hẳn ăn. Trên đường đi có cái gì bỏ bụng được á, thì hái cái đó. Hải gật đầu. Cơn mưa lúc này tuy còn nặng, nhưng cũng đã có phần nhẹ hơn lúc đầu. Cậu thầm nghĩ trong rừng chắc chỉ có trái cây dại hay nấm dại mà thôi, mấy thứ đó thì vô cùng khó ăn. Nhưng Phong nói đúng, lương thực còn rất ít. Nếu như họ không chắc chiêu thì có thể chưa chết vì bị giết thì đã chết vì đói rồi. Anh em im lặng một hồi, chợt Phong lên tiếng: Sau này xong chiến tranh mày tính làm gì? Chắc lúc đó về quê phụ ba má em làm trang trại tôm. Còn anh sao?
Tao thì chắc chắn lấy vợ. Ông bà già tao ở nhà cứ chửi tao suốt. Sao hòa bình rồi á thì về lo lấy vợ tìm cháu cho ba má bồng. Đi lính từ năm 18, nay cũng được chục năm rồi. Sắp qua tuổi 30 mà tay con gái tao còn chưa được nắm nữa. Hải nhìn Phong, tuy gương mặt có vài vết sẹo do súng đạn nhưng không che được vẻ điển trai của anh. Thân hình anh cao ráo, lúc ngồi lưng cũng thẳng tắp. Hải từng thấy nhiều chị em thanh niên xung phong cứ nhìn trộm anh rồi cười. Tại anh không chịu thôi chứ. Nói thiệt chứ anh mà về sớm em, gái nó cua ngược lại anh luôn. Ê, được nha, chờ hòa bình tao về quê mày ở. Mày dẫn tao đi lấy le với tụi con gái đi, để có khi tao có vợ lẹ lẹ. Tiếng cười giòn của hai anh em phá tan đi sự im lặng đáng sợ của khung cảnh rừng rậm về đêm. Tuy đúng là xét theo chức vụ thì Phong là cấp trên của Hải, nhưng lúc này hai người chẳng để ý tới điều đó. Nhìn họ cứ như hai người bạn thân thiết đang ngồi với nhau bên đống lửa mà bàn chuyện về tương lai sau khi Khải Hoàng trở về. Cơn mưa dần ngớt, gió cũng không còn thổi mạnh nữa. Phong đứng lên vươn vai một cái. Mày ngồi đây coi chừng đồ đi. Tao đi vô trong rừng coi có gì đem về anh em mình ăn chút rồi lên đường, chứ để bụng đói đi mấy bước lại lả ra. Mà nè, ở yên đây đừng có đi đâu á. Trong rừng này ma rừng đông như quân nguyên đó. Anh làm gì em con nít ma có gì cha. Anh nói thiệt đó, rừng thiên nước độc cái gì cũng có. Kinh nghiệm đi rừng của mày không bằng anh đâu. Anh dặn thì cứ nghe, đừng có cãi. Ở đây nhóm thêm mấy cái nhánh vô giữ lửa đi, có khi một lát tao chụp được cái gì ngon về nướng ăn. Mày ra ngoài rừng lúc đêm hôm vậy á, chỗ có chuyện gì tao không có biết cứu mày sao đâu. Phong bật cái đèn pin lên, khoác cái áo mưa đi vào rừng, bỏ lại Hải ngồi một mình chơi vơ giữa rừng với một đốm lửa nhỏ. Hải nhìn xung quanh, bốn bề lúc này chỉ toàn là một màu đen. Phong đã biến mất trong rừng mà chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tự nhiên cậu có chút sợ. Cái tiếng động còn sót lại lúc này chỉ là tiếng gió rít thổi như tiếng khóc ai oán. Hải cố gắng lơ đi, quay đầu tiếp tục châm thêm vài nhánh cây để giữ lửa. Thỉnh thoảng Hải lại ngẩng mặt lên để nhìn coi Phong đã về chưa. Trong lòng hy vọng Phong sẽ đem được cái gì đó về để dặn bụng. Thì đột nhiên một giọng nói âm u vang lên. Hải ơi, ra đây ăn thịt thỏ nướng nè, tao mới bắt được. Hải ngạc nhiên nhìn ra, đó chính là tiếng nói của Phong. Nhưng nghe sao kỳ lạ quá, nó cứ vang lên như từ một cõi nào đó. Chẳng biết nó xuất phát từ đâu, cậu mới hỏi. Anh Phong hả? Không có tiếng hồi âm. Hải chui ra khỏi cái bạt, giáo giác ngó xung quanh thì chỉ thấy một màu đen u tối. Cậu bán tính bán nghi quay lại cái bạt che, nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống thì lại nghe tiếng gọi. Ai à, cho ăn thịt nướng, ra đây. Hãy bực mình bước ra vì nghĩ đây chắc là trò chơi khăm của Phong nhằm dọa ma cậu. Thì chợt phía xa xa đang có ánh lửa lập lòe, hiện rõ một bóng người ngồi thu lu ở đó. Cậu đi tới cằn nhằn. Anh già rồi mà còn bày trò tào lao ghê á. Ủa sao không vô trong bạc mà nướng, mà anh bắt được con gì mà nghe thơm vậy? Hãy hỏi vậy vì lúc này cái mùi thịt nướng ngào ngạt đang lan tỏa ra xung quanh. Sẵn đang cơn đói, bước chân của cậu nhanh hơn, trong lòng đang trộn ràng vì sắp có bữa thịt nướng ra trò. Khi tới gần, cậu chợt khựng lại, trợn mắt ngó trần trần vô cái người phía trước. Người này không phải là Phong, nhìn hình dáng thì là của một người đàn bà lớn tuổi, quần áo tả tơi, đang ngồi quay lưng lại phía cậu. Mái tóc bạc của bà xõa tung ra, ướt mưa dính bết cả vào với nhau. Bà ta cứ ngồi ở đó, phía trước là một đống lửa. Trên tay bà ta đang cầm một miếng thịt còn đỏ máu, tiếng xèo xèo phát ra khi nó được tiếp xúc với lửa. Hải đứng ngờ ngợ, có một cảm giác bất an khó tả dâng lên. Trong lòng cậu nửa muốn quay người lại chạy đi,
nửa thì lại muốn tiến lên kiểm tra rõ thực hư như thế nào. Bà dì ơi, nhà ở đâu mà sao lại ra đây? Mưa gió về vậy đi, coi chừng tụi kia nó ra nó lùng bắt đó. Bà già vẫn không đáp, cứ ngồi đó im lặng như câm điếc. Hải cảm thấy lạ, quan sát xung quanh cũng chẳng thấy bóng người nào. Chẳng lẽ bà ta sống một mình trong rừng sao? Hay là bà bị tâm thần hoặc lẩn thẩn? Nghĩ mà thương, Hải tiến lại đưa bàn tay ra đặt trên cái vai gầy gò của bà, nhẹ giọng nói: nhà bà ở đâu? Có nhớ không? Nếu không thì con... Hải bất chợt ngưng bặt lại. Lúc này tự dưng bà ta đưa tay ra nắm chặt lấy tay của cậu. Bàn tay xương xẩu lạnh buốt như băng. Bà nắm chặt tới mức Hải cảm thấy đau nhói. Dường như bà ta đang cố bẻ gãy các ngón tay của cậu. Hải la lên: đau, buông ra! Bất giác một tiếng cười khùng khục vang lên. Tiếng cười lạnh lẽo như muốn xé toạc đi không gian xung quanh. Hải cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đang xâm chiếm lấy cơ thể. Tất cả mọi giác quan trên người cậu đang cố gắng gào lên, cảnh báo cậu một sự nguy hiểm đang tìm đến. Cậu cố giật tay lại, nhưng không hiểu sao bà cụ trước mặt lại khỏe như thế. Tay bà ấy nắm chặt tới mức chẳng thể nào nhúc nhích được. Tiếng cười phát ra mỗi lúc một to hơn. Có âm thanh rầm rầm sau lưng Hải. Cậu quay phắt đầu lại, cả người thất kinh. Ngay phía sau lưng Hải có một hàng người đứng sừng sững từ khi nào. Đàn ông, đàn bà, già trẻ đều có đủ. Họ đứng trong cái hình dạng kinh hãi nhất. Người thì mất đầu, người mất tứ chi, người thì lòng thòng ruột gan. Có đứa trẻ con còn bị mất một nửa gương mặt. Tất cả đều hướng thẳng vào Hải, như đang nhìn một con mồi ngon lành. Họ chính là những vong linh đáng thương của những người chết trong rừng này, là những nạn nhân của lũ Pol Pot. Hải kinh hoàng té ngửa ra sau, vô tình nằm xuống kế bên chỗ bà già kia. Cậu quay đầu lại thì càng kiếp vía hơn, vì lúc này dưới ánh sáng của ngọn lửa, cậu nhìn thấy phần gương mặt của bà ta rồi. Bà già chẳng có mắt mũi, chỉ có lớp da nhăn nheo. Vị trí bên dưới thì chỉ là một mảnh da tét ra làm hai để làm thành cái miệng. Trong miệng vẫn còn đang nhớp nhép nhai thịt. Điều kinh dị hơn, thịt mà bà lão này ăn chính là phần thịt được tróc ra từ tay chân của bà. Cả cái miếng thịt trên tay bà đang cầm cũng được tróc ra từ chính bên phía sườn của mình. Hải nằm dưới đất, trợn mắt nhìn mà chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Bà già thì một tay giữ tay Hải, một tay dí miếng thịt về phía miệng của cậu. Mày đói phải không? Ăn đi nè, ngon lắm, ăn đi. Hải nhắm chặt mắt run rẩy. Tiếng cười vang lên càng lúc càng lớn. Cậu nghe rõ tiếng bước chân, tiếng lăn đang đến gần mình hơn. Dường như họ đều đứng bao vây xung quanh Hải để chờ đợi. Hải nhắm mắt, co người lại hết cỡ, như đang cố gắng bảo vệ mình trước những vong linh oan khuất xung quanh. Đột nhiên có một thứ nước gì đó chảy vào mặt Hải, một mùi khai nồng nặc, và sau đó là vài cú vả mạnh vào mặt, kèm theo cảm giác đau rát vô cùng. Một tiếng nói gằn vang lên: thằng quỷ nhỏ, dậy, tỉnh đi. Hải mở mắt ra, lờ mờ nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong chỗ cái bạt che. Phong đang quỳ kế bên ra sức vỗ vào mặt cậu. Vừa thấy Hải mở mắt ra, Phong đã nạt: cái thằng này, lì gì mày? Tao biểu ở trong đây mà, xém chút nữa là mày lên bàn thờ rồi đó. Hải lồm cồm bò dậy, vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Cái thứ nước trên mặt tỏa ra mùi khai, làm cậu khó chịu. Anh Phong à, có chuyện gì à? Sao em lại ở đây? Phong gõ đầu Hải một cái rồi nói: mày bị ma dắt chứ sao gì? Lúc nãy tao đi về không thấy mày đâu, đi ra ngó thì thấy bóng lưng của mày phía bên kia, chạy theo mày mà kéo mày lại kịp đó.
chứ để một chút thế nào cũng bị ma nó dìm cho chết. Ngu lắm. Hải nghe xong cũng tỉnh hẳn, bật dậy chạy ra ngay nhìn, nhưng tất cả chẳng có gì ngoài màn đêm. Phong thì ngồi bên trong lắc đầu. Mày không thấy gì đâu. Mày bị ma rừng dụ đó. Vô đây đi, tao có hái được ít trái cây với bắt được hai con chuột. Vô ăn rồi nghỉ xíu. Hải bận thần đi vào. Phong nhìn rồi lại cười cười. Hốt nước mưa giọng trên bạc á, mà rửa mặt đi. Lúc nãy tao đái vô mặt mày cho mày tỉnh á. Hải ngớ người. Thế là cái thứ nước khai khai kia chính là nước tiểu của Phong. Cậu vội bốc nước lên, mạnh bạo kỳ cọ từ đầu tới cổ. Sau đó quay lại chỗ Phong. Anh làm gì ghê vậy? Kêu vậy là được rồi. Hôi quá trời luôn à. Kêu dễ vậy á, tao đâu có ra hạ sách này. Bị ma trần giấu, cách nhanh nhất là dùng nước tiểu cứu thôi. Tao cứu mày mà mày còn chưa cảm ơn tao câu nào. Ở đâu mà nhăn nhó. Vô nướng thịt đi kìa. Hải bước lại, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Mai mà Phong biết được kiến thức này, chắc không cậu cũng tôi mạng rồi. Cậu đi tới, thấy Phong bày ra mấy thứ trái cây mới lượm được và xác hai con chuột, thì cảm thấy có hơi giận. Do cậu nhớ lại cái miếng thịt người mà bà lão kia đã nướng lúc nãy. Hải rụt rè. Ô anh, mình chỉ ăn thịt chuột vậy hả? Ừ, anh biết mày chê, nhưng mà thôi ráng đi. Chủ yếu anh em mình lót dạ cho nó im, chờ tạnh mưa là băng trừng tới điểm tập kích liền. Bây giờ nướng nhanh còn tắt lửa, chứ trời muốn hết mưa rồi đó. Bây giờ mà đốt lửa hoài á, sợ một chút tụi nó đi ra lùng thì chết cả đám đó. Để đi. Hải nghe thì cũng chột dạ. Chắc do vì sợ hãi nên cậu cũng quên mất là nguy hiểm bên ngoài còn đáng sợ hơn. Chẳng nói gì nhiều, cậu nhảy vào phụ Phong làm thịt hai con chuột. Mùi thơm của thịt nướng lại khiến cho cả hai thấy đói cồn cào. Đi rừng thì toàn ăn mấy cái thịt này thôi. Phải chi trời sáng, anh tìm cho mày mấy con thỏ mà ăn. Hải ngồi kế bên đốm lửa, nhìn Phong một tay cầm cái que ghim hai con chuột hơ trên lửa, một tay châm thêm lá cây với củi khô. Hải hỏi: Mạnh à, sao trong rừng ma dữ vậy? Lúc nãy muốn đứng tìm luôn. Hãy kể cho Phong nghe về việc mình vừa gặp lúc nãy, về những vong hồn dắt dưỡng, về vong linh của bà già không mặt. Phong nghe không sót một chữ, lâu lâu đưa tay kiểm tra xem thịt đã chín chưa, chép miệng nói: Cũng đúng thôi, rừng này sát biên giới bên kia mà. Tụi buôn bốt thì giết dân biết, họ cứ sợ chạy vô đây thì tụi nó chui vô đây giết thôi. Cũng không biết bao nhiêu mạng người chết trong rừng này. Không chết vì bị giết thì cũng chết vì đói, vì rắn cắn, rồi bị thú rừng ăn bất xác. Thậm chí gặp mình thì chắc vì mình đã yên lòng mà siêu thoát. Bây giờ thì vong linh của họ cứ lãng vãng mà làm ma rừng thôi. Hãy nghe xong cũng trầm tư. Cậu nhớ lại những hàng người hiện ra trước mắt cậu vừa rồi. Cái cảm giác xót xa đang lấn chiếm cảm giác sợ hãi bên trong lòng. Chẳng có ai lành lặn cơ thể. Cậu tưởng tượng ra cảnh những người dân hiền lành bị tra tấn giết hại mà cảm thấy một sự căm ghét dấy lên trong lòng. Phong nướng thịt xong, đưa cho Hải một con. Thôi, ăn đi. Cố gắng mà giành lấy hòa bình cho dân đỡ khổ. Bây giờ anh em mình chia nhau ra canh gác. Mày ngủ trước đi, tao còn tỉnh chưa có sao. Khi nào tao mệt thì mày dậy gác cho tao. Hải gật đầu, chẳng suy nghĩ gì nữa, cứ thế cả hai ăn trong im lặng. Ăn xong, Phong lấy trong ba lô ra một cái chăn cũ rồi nói: Chưa biết chừng có thể anh em mình bị chúng lùng bắt bất ngờ, nên cứ gói sẵn đồ trước. Nghe tiếng anh kêu là đứng dậy chạy ngay lập tức. Cả hai cũng đã mệt lử rồi, bao nhiêu sự kiện xảy ra cũng gần như vắt kiệt sức lực trong người. Cậu chui vào trong cái đám lá cây mà Phong đã lót dưới đất, lấy cái chăn cũ Phong đưa, rồi cuộn người nằm xuống. Phong thì đi lấy nước dập tắt đống lửa, vì quả thật nếu để lửa cứ cháy âm ỉ như thế này, khác nào mời gọi kẻ địch tìm đến giết cả hai. Bóng tối lại bao trùm xung quanh, tất cả đen như mực.
chỉ còn tiếng bước chân của Phong đang tìm một vị trí cao tráo đi ngồi canh gác. Hải thì chẳng thể nghĩ gì thêm, chắc có lẽ do quá mệt mỏi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hải nằm mơ, đây chắc chính là giấc mơ đáng sợ nhất mà cậu từng thấy. Cậu thấy mình đứng giữa cánh rừng, xung quanh chỉ là cây cối và một mình cậu. Không có Phong, không có bè lũ bon bốt gì hết, chỉ có một mình cậu đứng cô đơn lạc lõng ở đây. Hải giáo giác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai khác. Một nỗi sợ hãi lại lần nữa bắt đầu ùa lên, xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Cậu muốn chạy thật xa, nhưng chân cậu như có một ma lực khiến cho nó chỉ có thể đứng im mà không nhúc nhích được. Cậu lắp bắp trong miệng kêu cứu nhưng cũng chẳng ra hơi. Thì đột nhiên xung quanh cậu lại vang lên tiếng cười, tiếng la hét, tiếng khóc. Tất cả quyện chung một bầu không khí, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, nghe rất đáng sợ. Hải ngước nhìn lên trên đầu mình thì kinh hoàng mà trợn mắt. Máu trên mặt trút đi như thủy triều. Ngay phía trên đầu Hải, trên các nhánh cây, hiện ra hàng ngàn người đang ngồi đó. Tất cả hiện lên với cái cơ thể không còn nguyên vẹn. Máu từ trong người họ chảy ra ướt đẫm cả các nhánh cây. Thậm chí có một người phụ nữ bị mổ bụng, sợi dây ruột còn lòng thòng trên người. Đám trẻ con thì nhảy tưng tưng trên cây, chỉ tay về phía Hải mà hú hét. Hải sợ, quỳ xuống chắp tay mà xin tha. Bất ngờ có tiếng bước chân đi lại từ phía sau lưng Hải. Cậu quay người lại thì kinh hồn bạt vía hơn. Ngay phía sau lưng chính là bà già ấy. Cái gương mặt trơn nhẵn không có mắt mũi, chỉ có cái miệng tét ra từ phần da. Cả cơ thể lở loét, dồi bọ còn bâu lúc nhúc. Có nơi mất cả mảng thịt, thấy rõ xương trắng. Bà ấy đi tới trước mặt của Hải đang quỳ. Nước mắt Hải lúc này ứa ra vì sợ. Bà ta chỉ tay vào cậu mà gào lên: "Mày, chính mày đã giết tụi tao." Tiếng gào của bà dường như đã kích động những vong hồn trên cây. Tất cả nháo nhào la lối trên đầu Hải, như sắp nhảy sổ xuống mà vồ lấy cậu. Hải lắp bắp: Không phải, tôi là lính Việt, không phải tôi." Nói láo đó. Tiếng quát phát ra từ trên đầu Hải, từ một người đàn bà đã mất một bên cánh tay, trên trán bị lủng một lỗ của vết đạn bắn. Người này đứng gần với Hải nhất, chỉ tay thẳng vào Hải mà kết tội cậu. Hải lắc đầu, cậu đưa huy hiệu lính Việt Nam được đính trên áo của mình ra. Không, tôi là lính Việt, tôi là... Một cú vả bóp vào mặt cậu thêm cái nữa, kèm theo tiếng nói bực bội: "Nè dậy đi, thiệt chứ, đi kèm cái thằng quý này phiền ghê á. Cái gì mà la dữ vậy? Mày hét như vậy á, tụi kia nó vô đây nó cứa cổ hai thằng liền, dậy mau." Hải choàng mở mắt, ngồi thẳng dậy sợ hãi nhìn xung quanh. Lúc này Phong đã nhóm lại lửa, mồ hôi trên trán Hải đổ ra như tắm. Ánh mắt của cậu thất thần nhìn lên đầu mình, vì sợ sẽ còn các hình ảnh quỷ quái kia ở phía trên. Phong đưa tay lên trán Hải xong thì chép miệng: "Mày bị sốt rồi. Thằng khỉ này, sao mà yếu quá vậy? Vậy mà cũng bị đặt đi lính nữa. Rồi sao, nằm mơ thấy cái gì mà khóc la như cha chết vậy?" Hải hoàng hồn: "Vậy ra cậu chỉ nằm mơ. Cái giấc mơ này nó chân thật quá, làm cho cậu cảm thấy hoảng." Hãy quay qua miếu máu kể hết với Phong. Phong chỉ lắc đầu cười: "Do lúc nãy bị ma dẫn, với cả mày cũng dính mưa cho nên sốt thôi, rồi nằm mơ mộng mị. Không sao đâu, tôi coi ngủ đi. Tao khỏe thì thôi, để tao canh luôn cho." Hải lắc đầu nhìn về phía đống lửa: "Thôi anh vô ngủ đi, để em canh. Bây giờ em cũng không có ngủ được nữa đâu. Có gì mệt em kêu anh dậy, sốt cơ này không có xi nhê gì với em đâu." Cả hai giằng co nhường nhau mà nghỉ ngơi. Sau một hồi cãi cọ, Phong lắc đầu bất lực: "Thôi được rồi, tao vô nằm nghỉ chút,
mày ngồi đây canh chừng xíu thôi. Tao ngủ một lát tao khỏe tao canh tiếp cho. Nhớ đó, mệt thì nghỉ. Ngày mai đang đi mà té xỉu giữa rừng là tao thí mày luôn đó. Hải cười gật đầu đồng ý. Phong chui vào trong nằm, vẫn ném ánh mắt hằn học nhìn Hải, là vì nó dám cãi lời mình. Hải cũng chẳng để ý, lại lấy nước dội xuống cái đống lửa kia cho tắt. Sau đó mặc thêm cái áo nữa, rồi lủi ra gốc cây cao mà ngồi xuống. Xung quanh lúc này chỉ còn lại một màn đêm u tối lạnh lẽo. Cơn mưa vẫn trả rích. Cậu có thể yên tâm là kẻ địch bây giờ chắc cũng đang chăn ấm nệm êm, chứ không có hành xác ở trong rừng đâu. Hãy ngồi đó, nhớ lại chi tiết giấc mơ mình đã gặp. Nhưng dường như cái ký ức về giấc mơ vừa rồi càng ngày càng mất đi. Cậu không nhớ rõ chi tiết mọi thứ ra sao, chỉ có thể định hình trong đầu là cậu ở trong rừng, gặp ma. Đám vong linh thì lại nghĩ cậu là lính Bon Bốt. Để rồi cuối cùng Hải chẳng nhớ gì ngoài cái hình ảnh người đàn bà không mặc kinh dị kia. Bất giác Hải nhớ nhà. Chàng thanh niên còn đang ở tuổi đời trẻ trung, sung sức nhất, đang lao đầu vào một cuộc chiến tranh ác liệt. Cậu nhớ về ba má của mình ở quê. Tự nhiên nước mắt chảy ra. Chẳng hiểu lý do vì sao mà lúc này lại muốn được về nhà đến như thế. Dẫu biết trọng trách mà đất nước giao đang nằm trên vai, nhưng nỗi nhớ nhà không thể nào phai nhạt. Trong bóng tối, lúc này hình ảnh gương mặt lo lắng của ba má cậu khi biết con mình chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Việc trong gia đình có một người tham gia kháng chiến, đó cũng là một sự hãnh diện. Nhưng dù sao cả hai ông bà cũng lo cho tính mạng của con. Cuộc chiến tranh tàn ác này thì cả nước ai mà không biết. Cái kết cục khi một người rơi vào tay kẻ địch thì cái chết gần như là sự đảm bảo. Chỉ có khác là họ sẽ chết theo cách nào mà thôi. Trong lòng Hải khẽ dâng lên một sự sợ hãi. Cậu sợ mình chưa làm được gì, chưa có cống hiến được gì đã chết oan mạng ở xứ này. Cậu chẳng biết rồi cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, khi nào tất cả mới được yên ổn. Cậu chỉ mong mỏi sẽ được về nhà, được sống trong hòa bình, và cậu sẽ không phải thấy máu thịt của đồng bào mình ngã xuống nữa. Còn đang ngồi trầm tư thì có tiếng bước chân đi tới. Hải hoảng hồn, sao lại bất cẩn để kẻ địch tiến sát tới như vậy chứ? Quá nguy hiểm, cậu lập tức ẩn mình vào thân cây, tay ôm chặt khẩu súng. Chỉ cần kẻ kia ló ra, cậu sẽ bắn ngay. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên, nó âm u khi xa khi gần. Trong cơn gió lạnh mang theo cả mùi hôi thối thốc vào mũi của Hải. Cậu khẽ run lên vì sợ. Cậu lờ mờ nhận ra tiếng cười kia không phải của đám lính địch. Vì nếu thật sự là chúng nó phát hiện ra cậu thì đã cô cổ cậu lại rồi. Cậu mấp máy môi, khẽ nói: "Xin các vong linh tha cho. Tôi là lính Việt Nam. Tôi đến đây để bảo vệ cho các vị. Hoàn toàn không có ý định mạo phạm nơi trú ẩn của các vị." Đột nhiên có ánh lửa bùng lên, kèm theo tiếng cằn nhằn, làm cho Hải giật nảy mình. "Thằng này sao nữa? Làm gì ngồi nói chuyện mình vậy?" Hải nhận ra Phong vừa mới châm lửa lại một lần nữa. Gương mặt của Phong thể hiện sự tức giận đến méo mó, trông rất buồn cười. Tự nhiên Hải cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu nhìn xung quanh, thấy không có ai bên cạnh mình, giọng cười kia cũng không còn. Đột nhiên cậu lắp bắp: Anh Phong, anh lại đây coi nè." Phong đứng dậy, dặn người ngáp dài một cái, sau đó tiến lại chỗ Hải, cầu nhau: "Mày kêu anh ngủ mà mày phá vậy, ai mà ngủ cho được? Sao, chuyện gì mà mặt mũi tới mét vậy?" Hải trung trung chỉ tay vào chỗ đất trước mặt. Phong nhìn theo mà cũng sững người chết lặng. Dưới nền đất được phủ bởi lá cây, ánh sáng le lói của cây đèn pin đủ cho hai người thấy cái thứ kinh dị phía dưới đất. Ở đó hiện rõ một dấu chân người đầy máu đỏ tươi, máu vẫn còn ướt chưa khô. Vị trí của dấu chân đó ngay phía sau lưng Hải ngồi ban nãy. Hải trung lên thấy rõ. Kể cả Phong cũng cứng họng, không nói nổi thêm câu nào. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào cái dấu chân ấy. Đi
đây là cái gì? Hải đứng lên, đi lại phía Phong như cố gắng né xa cái dấu chân quỷ dị đó. Như thể cậu sợ rằng chỉ cần mình chạm trúng thì ngay lập tức sẽ có một vong linh nào đó nhảy ra mà vồ lấy mình. Hải kéo tay Phong đi mà nói: "Thôi thôi, vô trong đó anh." Cả hai quay lại chỗ cái bạt che ngồi xuống. Hải ngắn gọn kể lại chuyện ban nãy. Phong đè giọng xuống: "Đêm nay không yên rồi. Bây giờ đi cũng dở, mà ở cũng không xong. Có bộ mày hợp với hợp mạng hay sao đó. Bây giờ tao cũng không dám ngủ nữa. Để mày ngơ ngơ một mình, khéo sáng mai còn có bộ xương. Anh Phong ơi, bây giờ mình tính sao đây? Chưa có biết. Thôi mày ráng ngủ một chút đi, hơn sáng mình đi luôn. Càng nhanh thoát khỏi cánh rừng này thì càng tốt thôi." Hải gật đầu đồng ý. Hai anh em tựa sát bên nhau chứ không có dám tách nhau ra nữa. Nói là nghỉ ngơi chứ không ai có thể ngủ. Cái nỗi sợ bủa vây xung quanh làm cho tinh thần của hai người trở nên căng thẳng. Mặc dù biết là chiến sự nguy hiểm, luôn có những mối nguy hiểm rình rập, nhưng lần này có thêm cái thế lực vô hình siêu nhiên kia cứ như đang thử thách sự kiên trì và tính dũng cảm của hai người lính trẻ. Thậm chí Phong, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trận mạc, lúc này cũng đã run lên vì sợ. Những lần trước nói nạo ngay thì bản thân Phong cũng từng gặp ma quỷ, nhưng chủ yếu là những cái bóng thoát ẩn thoát hiện hay nằm mơ báo mộng bình thường. Còn lần này thì nguyên cả một dấu vết sờ sờ trước mặt thì không sợ sao được. Phong nghĩ thầm trong bụng: may mà con ma kia nó chỉ ghẹo Hải, chứ nó mà ghẹo cả anh thì thôi, kiếp này coi như bỏ mà làm lại kiếp sau. Hai anh em cứ vậy mà dính sát vô nhau. Bộ quần áo lính cũng đã lấm lem đất cát. Bọn họ cố gắng hóng chờ tia sáng mặt trời nhô lên để lập tức rời khỏi nơi quái quỷ này. Đột nhiên Phong lục trong ba lô của mình, lôi ra một cái túi vải nhỏ xíu. Trong đó có một vật gì đó kèm theo một bức thư được viết vội. Phong dúi vào lòng Hải, nói kèm theo nụ cười buồn: "Mày cầm lấy cái này giúp anh. Ở đây chỉ có anh với mày. Từ bây giờ tụi mình sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm. Nếu rủi mà..." "Thôi anh tào lao quá. Có sao thì anh em mình cùng qua. Chẳng lẽ anh bỏ em một mình sao? Mấy cái này anh tự đưa cho người nhà của anh đi, chứ em biết đâu mà đưa." Phong cầm cái túi và bức thư lên, ánh mắt buồn nhìn ra phía trước. "Anh cũng biết vậy, nhưng mà bây giờ thời thế nó gay go, chuyện gì xảy ra không có ai đoán trước được hết. Nếu bây giờ mà không chuẩn bị thì lúc đó có chuyện gì hối hận, làm sao mà nhắm mắt đi được. Mày thấy không, anh em mình ở trong cánh rừng này chưa được một đêm tròn mà gặp bao nhiêu thứ đáng sợ rồi. Chưa nói tới tụi bên bốt ngoài kia. Trối mà có sao thì anh mở đường máu cho mày chạy thoát thân. Anh kinh nghiệm đầy mình mới làm được, chứ mày có muốn hy sinh để anh sống thì cũng không được đâu. Coi chừng chết chùm cả đám. Ừ, đưa cái này cho gia đình của anh là được. Trong đây anh ghi rõ địa chỉ, tên người nhà. Mày thương anh thì giúp cho anh cái này, cứ giữ trước đi. Sau này nếu như anh em mình qua được kiếp nạn thì tao lấy lại." Hải đón cái túi của Phong, ngẫm nghĩ thấy lời Phong nói cũng có lý. Trong thời kỳ chiến tranh, người chiến sĩ ra trận cũng xem như đã bước nửa bước qua cánh cửa đến với thế giới của người chết. Trỗi mà chết mất xác cũng không ai có thể tìm được. Đất nước Việt Nam này trải qua bao nhiêu cuộc chiến, số lượng những người lính đã nằm xuống cũng đã quá nhiều. Rồi khi mọi chuyện đã hết, đất nước tưởng chừng như đã có thể đi vào một thời kỳ mới, thì bây giờ lại bước vào một cuộc chiến mới, mà đối phương lại là những người hiếu chiến và tàn bạo nhất. Hải cũng thầm buồn trong lòng. Cậu lục thử trong người, nhưng cậu chẳng có bất cứ thứ gì để gọi là kỷ vật nếu như có việc gì xảy đến cho cậu. Cái suy nghĩ đó dường như đã lấn áp cả nỗi sợ ma quỷ vừa rồi trong lòng của Hải. Đúng rồi, ma chưa chắc giết được cậu, nhưng nếu như bên boss bắt được cậu
thì coi như nắm chắc phần chết rồi. Bây giờ thì Hải thấy được lời nói của những người cậu đã gặp, họ nói quá đúng. Ma quỷ chưa đáng sợ bằng người còn sống. Phong ngồi kế bên, chắc cũng đang có những suy nghĩ như cậu. Ánh mắt cậu trầm buồn khi nghĩ tới cái tương lai đen tối có thể xảy ra. Nhưng không, trọng trách trên vai, trên người của Phong và Hải đều đang mặc quân phục của lính Việt. Khi mà cả hai đã khoác lên bộ đồ này thì phải dặn lòng làm cho đất nước được bình yên, bằng mọi giá phải cố gắng để đạt được lý tưởng đó. Mà thôi, đừng có sợ. Anh là chỉ huy của mày, nếu có chết thì anh chết trước. Mày đừng lo, anh không để mày phải bỏ mạng đâu. Hải cười gượng gạo trước câu khích lệ của Phong. Cả hai cứ ngồi suy nghĩ mà không để ý cái đốm lửa dưới chân đang dần tắt vì thiếu củi khô. Phong giật mình nói: Ê, châm thêm lá cây với củi vô, sắp tắt rồi kìa, để cứ để nó tắt. Hải cũng cuống cuồng quơ quào thêm vài nhánh cây bỏ vô thêm để tiếp lửa, nhưng dường như bao nhiêu đó là không có đủ. Ánh lửa càng ngày càng yếu dần. Phong cũng quay qua tìm nhánh cây khô phụ với Hải. Nhưng khổ một cái là mưa vừa mới hết, cây cỏ xung quanh ướt hết, lấy đâu ra mà châm vào. Cả hai người sợ cái ngọn lửa này sẽ tắt. Chẳng phải vừa rồi trong bóng tối, khi không có ánh sáng, thì ma quỷ đã tìm đến hai người sao? Họ sợ trũi mà lửa tắt thêm một lần nữa, thì những vong linh kia sẽ lại tìm đến. Ánh sáng cứ yếu dần, mỗi lúc như vậy là đẩy thần kinh của Hải và Phong lên tới mức tột đỉnh. Sau một hồi, dường như ngọn lửa kia cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi hai người thanh niên trước mặt. Nó tắt ngấm, trả lại một màn đêm của rừng rậm âm u. Cả hai đang cố gắng thắp lại đốm lửa, để hy vọng ánh sáng sẽ xua đi những thế lực tâm linh đang bắt đầu tìm đến. Trong bóng tối, Hải nghe rõ tiếng thở của Phong đầy gấp gáp và hoảng loạn. Gió lạnh bắt đầu nổi lên. Ngọn lửa đã tắt nên không còn gì để sưởi ấm. Bản thân Hải cảm thấy cơn lạnh đang kéo đến trên cơ thể. Từng cơn gió kéo qua, rít qua da thịt, khiến cho Hải cảm nhận cơn lạnh buốt đến tận xương tủy. Sau một lúc lây quay, Phong chán nản nói bằng giọng run lên vì lạnh: Lá cây nhanh cây bị ướt hết rồi, khó châm lửa lắm. Mày có dư mảnh chải nữa không? Đưa đèn đốt lên thử. Hải lục lọi mọi nơi, cả trong ba lô, trong túi quần áo xong, lại lắc đầu: Không có anh ơi, đồ của em bị ẩm nên cũng không có cái nào khô. Ủa mà khoan, hình như có nè. Hải giật mình khi tay vừa đụng trúng một vật gì đó, như một tấm vải dụng vẫn còn khô ráo. Chẳng biết miếng vải này ở đâu ra. Hải nhớ lúc nãy mình cố gắng tìm mà không thấy, ai ngờ lại nằm ngay bên cạnh mình. Lúc này vì quá lạnh nên bản thân cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế đẩy qua phía Phong. Phong liền chụp lấy cái hộp diêm ra mồi một phát để châm lửa đốt lên. Ánh sáng bùng lên làm cho hai người cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng nó chỉ là một cảm giác thoáng qua. Cái cảm giác ấy lập tức biến mất khi hai người nhìn thấy được cái thứ mà họ vừa đưa lên đốt. Thứ mà Hải đưa cho Phong, cái mà Phong vừa mồi và đang cháy kia, chính là một mảnh vải dùng để liệm xác người vừa mất. Mảnh vải thấm đỏ máu khô. Phong hoảng hồn ném miếng vải xuống ngay cái chỗ đám lá cây. Chẳng hiểu vì sao mà khi mảnh vải vừa chạm vào đám lá cây kia, tuy là nó ướt nhưng lại cháy bùng lên dữ dội. Hải thì ngã ra sau, tay chống xuống đất thất thần. Họ là bộ đội, không có lý nào lại mang trong người cái mảnh vải liệm. Thậm chí nó còn khô như thể vừa có ai đó âm thầm đặt kế bên cho Hải mò được. Mày lấy đâu ra vậy Hải? Sao mà... Em mới mò được bên này, không biết đâu ra nữa. Phong nhìn xung quanh cũng không thấy gì. Lúc này đốm lửa đã cháy lên khá to, hơi ấm đã lan tỏa đến cả hai. Nhưng lúc này, thay vì cảm thấy thoải mái
thì ai nấy cũng nhận ra một nỗi sợ bao trùm. Trong khu rừng lại vang lên tiếng quạ kêu, càng làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn. Thôi, chắc người ta muốn giúp mình, đừng có sợ quá. Hải nhìn Phong, chỉ muốn bay vô giả cho ổng một cái. Ma quỷ tới mông mà lại kêu đừng có sợ. Phong nhìn ra phía ngoài, tất cả chỉ là một hàng cây, ngoài ra chẳng thể thấy gì nữa. Hải quay vào, nằm vật ra dưới đất, thầm nghĩ không biết khi nào trời mới sáng để có thể mau mau mà thoát khỏi cánh rừng này. Mấy miếng thịt chuột và trái cây trong bụng cũng đã tiêu hóa hết, để lại một cảm giác đói cồn cào đang khẽ dâng lên. Phong cũng vào nằm xuống kế bên, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh ơi, giờ không mấy anh em mình đi luôn đi, chứ em nằm cũng không ngủ, mà ở đây hoài sợ quá. Không có được đâu, đèn pin sắp hết pin rồi. Anh không biết trong rừng này có bị tụi kia đặt bẫy hay không. Trời vô bẫy là sống không bằng chết. Chờ sáng một chút xíu hẳn đi. Mày cứ nghe anh. Chạy đi. Câu nói của Phong bị ngắt ngang. Ngay lập tức Phong im bặt ngồi bật dậy. Cả Hải nằm kế bên cũng ngồi dậy, kinh hãi nhìn ra ngoài. Chính xác là họ nghe chắc chắn không có nhầm. Chính xác, họ chắc chắn không có nghe nhầm. Có một giọng nói âm vang lạnh buốt vừa vang lên. Anh có nghe? Phong đưa tay ra báo hiệu cho Hải im lặng để nghe ngóng. Trong không gian lúc này bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng lá cây trên đầu xào xạc. Phong đứng dậy cùng Hải bước ra ngoài. Hải ngước nhìn lên phía đầu mình mà trợn mắt ú ớ với cảnh tượng trước mặt. Trên cây chính là bà lão không mặt. Bà ấy ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, cúi đầu nhìn xuống hướng hai thằng thanh niên dưới đất. Phong thì chẳng nhìn lên, chỉ giáo giác nhìn xung quanh nên không thấy. Chỉ có Hải lúc này chết đứng cả người. Bà lão ấy từ từ đưa bàn tay ra, chỉ bàn tay về phía ngoài bìa. Cái miệng tuy không cử động, nhưng Hải nghe rõ tiếng nói âm vang tới rợn gáy. Chạy, chạy ngay. Hải nhìn theo hướng bà lão ấy chỉ, xong lại ngước lên thì hình ảnh của bà đã biến mất. Lúc này chỉ còn là nhánh cây trơ trọi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu như một cú tát khiến cho Hải bừng tỉnh. Cậu túm vội lấy tay Phong. Chạy đi anh, tụi mình mới tới, chạy. Phong bàng hoàng nhìn về phía Hải, chưa kịp tiếp nhận thông tin thì đã bị Hải kéo đi. Hải vội vàng nhét đại những thứ xung quanh tống vào trong ba lô. Cái gì sao? Sao mà... Phụ em lại đi, tụi nó tới rồi, chạy lẹ. Phong đã hiểu, cuống cuồng gói ghém vài món đồ vung vãi vào ba lô của mình rồi quăng lên vai. Hải đang tính đứng dậy gỡ tấm bạc che thì Phong cản. Cứ kệ nó, chạy dưới phía trong rừng, chạy đi. Không ngờ trời vẫn còn chưa tạnh mưa mà quân địch đã đi sục sạo rồi. Đám lửa từ vải liệm này có lẽ là thứ đã làm bại lộ nơi trú ẩn của hai người. Cả hai bàng hoàng hơn khi bắt đầu nghe tiếng bước chân ở phía xa. Chẳng nghĩ gì nữa, cứ thế họ lao ra và chạy thục mạng về hướng sâu trong rừng. Tiếng bước chân ở phía sau lưng ngày càng rộn hơn, báo hiệu là đám lính kia đã tiến tới. Phong vừa chạy vừa nói. Chết rồi, tụi nó gần quá. Hải quay đầu lại nhìn thì thấy phía xa xa sáng lên ánh đèn pin. Cả hai người lính trẻ kinh hoàng cắm đầu chạy. Phía trước họ chỉ là cây cối và bóng tối. Thậm chí cả Phong cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Điều quan trọng là phải chạy thật xa trước đã. Hải sợ lắm. Đây là lần mà Hải cảm nhận thần chết đang ở rất gần. Chỉ cần bị bắt lại thôi là cậu chắc chắn bỏ lại cuộc đời ở đây. Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười đó ở gần lắm. Phong cũng nghe thấy, liền đứng lại. Trong bóng tối, cả hai không ai có thể thấy gì. Ai vậy? Chẳng có ai đáp. Hải thì níu lấy vạt áo của Phong như để tìm lấy một tia hy vọng. Không gian xung quanh bây giờ không chỉ là tiếng cười mà còn cả thêm tiếng khóc của trẻ con.
tiếng gào thét vang vọng như đang cố khủng bố tinh thần của cả hai. Phong sợ hãi nhưng cũng cố thốt ra vài lời. Chúng tôi là lính quân đội Việt Nam, không phải lính Khơ Mè Đỏ. Tụi tôi bị chúng lùng bắt phải chạy vô đây. Chúng nó đang ở phía ngoài kia mà đuổi theo. Dòng linh hoàng khuất, xin hiểu cho chúng tôi. Tiếng cười, tiếng khóc xung quanh bỗng dưng biến mất sau khi nghe lời Phong nói. Thay vào đó là tiếng bước chân đi xung quanh họ. Dường như có rất đông người hiện diện ở đó và đang đi xung quanh hai người. Phong và Hải đứng sững, lúc này cũng không đủ can đảm để bước về phía trước, vì họ biết những vong linh đó đang ở đây. Nhưng lùi lại thì giặc ở sau lưng. Bất ngờ có một bàn tay nhớp nháp cầm lấy tay Hải. Bàn tay đó lạnh buốt như băng, kèm theo một tiếng nói của người phụ nữ. Vào đây. Hải hoảng hồn la lên, cố rụt tay lại nhưng không được. Cái bàn tay đó nó như một cái còng mà khóa cứng lấy tay của Hải. Phong tuy không thấy gì nhưng cũng giành lấy Hải mà nói lớn. Các người tha cho tụi tôi, chúng tôi không phải. Tiếng cười lại vang lên. Bàn tay kia từ từ kéo Hải sành sạch dưới nền đất. Phong thì cố gắng dùng hết sức để kéo Hải ra khỏi đó, nhưng bất thành. Sức lực của hai người thanh niên lúc này hoàn toàn chịu thua trước cái bàn tay ma quỷ kia. Cả hai bị lôi dưới nền đất chẳng khác gì một cái bao cát. Hải thì vùng vẫy la hét, Phong thì vừa kéo vừa lên tiếng cầu xin. Nhưng dường như cái bóng ma kia cũng không có ý định dừng lại mà cứ đi tiếp. Bất chợt một ánh lửa màu xanh lục hiện lên. Đây chính là ánh lửa ma trời mà hai người từng được các ông bà kể lại. Họ hiện ra cháy bập bùng giữa không gian rừng rậm u tối ma mị. Cả hai người nằm dưới đất và hoàn toàn á khẩu. Khi ánh lửa kia hiện lên, nó soi rõ mọi thứ xung quanh cho cả hai thấy. Chắc có lẽ đây chính là một cảnh tượng kinh hoàng, sẽ là một phần ký ức ám ảnh cả hai suốt quãng đời còn lại. Xung quanh họ là hàng ngàn người đông đúc đang đứng đó. Họ chính là những vong hồn dứt dưỡng, những người dân đã chết với sự diệt chủng. Họ hiện ra nhìn theo hai người lính diệt với hình dáng của họ lúc chết, như đây chính là một lời tố cáo cho sự tàn ác của bọn chúng. Hải và Phong thấy rõ cả, có người đàn ông bị móc bụng, có người phụ nữ bị chúng chặt đứt tay chân, bắn vào đầu. Có cả hình ảnh hai mẹ con đang ôm nhau. Có lẽ bọn chúng đã nhốt hai người này và giết bằng lựu đạn, cho nên thân ảnh của họ tan nát hết cả. Điều đáng thương là đứa bé đang bâu vào người mẹ mình còn bị mất một nửa bên mặt. Cơ thể của họ đều nhuốm bằng máu đỏ. Có lẽ họ hiện ra không phải để dọa nạt Phong và Hải, chỉ là lúc sống họ đã chờ đợi có ai đó đến cứu, nhưng không ai xuất hiện. Giờ đây, khi họ nghe có lính quân đội Việt đến, họ đã hiện ra như để có thể một lần nhìn thấy được tia hy vọng mà họ từng rất mong đợi. Phía trước là một người phụ nữ khác. Người này bị lóc hai bên lỗ tai, bị bắn nát cả hộp sọ. Nơi phần đầu còn thấy phần não trắng ẩn đang phập phồng. Người này lôi Hải và Phong đến một cái hốc cây gần đó, rồi buông tay ra, quay lại để lộ phần gương mặt còn be bét máu thịt. Người phụ nữ chỉ tay vào trong mà nói, giọng nói đầy sự bi thương và uất hận. Trốn vào đây. Hải nhìn vào trong cái hốc cây tối tăm, còn đang dùng dằn sợ Hải không vào. Những vong linh xung quanh đều tiến lại, đứng xung quanh hai người, chỉ thẳng tay vào trong hốc cây đó. Phong một lúc sau cũng lấy lại được chút bình tĩnh, kéo tay Hải mà nói. Chui vô đi, chui vô. À, có mà đó, mình đừng có. Họ không có hại chúng ta, họ giúp chúng ta đó. Chui vô đây nhanh lên. Quả đúng là như vậy. Tiếng bước chân rầm rập đang tiến về phía này mỗi lúc một nhiều hơn. Thôi thì phía trước là ma, phía sau là quỷ đội lúc người. Thế thì đánh cược một phen. Hãy chồm dậy lao vào trong hốc cây đó. Phía sau Phong cũng bám sát. Ngay lúc cả hai vừa chui vào trong, những vong linh kia liền quay người lại, hướng về phía đám bon bốt đang kéo đến. Hải và Phong ngồi thu lu trong hốc cây, nhìn ra ngoài và chứng kiến cả hàng người bắt đầu chậm rãi tiến tới phía trước.
có người còn đu mình trên các nhánh cây khuất dạng. Ánh lửa quỷ dị màu xanh lục cũng bắt đầu yếu đi. Tiếng cười khùng khục đã lại vang lên. Trên những vong hồn ấy đang đồng loạt hiện ra một nét cười tới tận mang tai. Đây chính là lúc họ sẽ trả thù. Họ sẽ ăn tươi nuốt sống bè lũ ác quỷ này mới hả giận. Ánh lửa ma trời từ từ tắt đi. Những vong linh kia cũng dần biến mất vào màn đêm u tối. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng họ hét, tiếng bước chân của đám bôn bốt đang kéo đến. Hải và Phong im lặng. Cả hai chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ngồi đây chờ đợi hoặc lại tiếp tục bỏ chạy. Bọn chúng đang kéo đến rất gần. Hải bấu vào Phong ra hiệu. Cậu nghĩ tốt nhất là mình nên chạy đi. Phong hiểu ý, nhìn ra phía ngoài cũng chẳng thấy ma quỷ gì. Nhưng Hải chỉ vừa nhón người lên chưa kịp đi thì đã thấy một ánh sáng le lối hắt tới, báo hiệu quân địch đã kéo đến. Phong nhìn Hải tuyệt vọng. Bây giờ có chạy cũng không kịp nè. Chỉ cần ra khỏi cái hốc cây này, cả hai sẽ lãnh một trận mưa đạn. Hải rơi nước mắt, tuyệt vọng nghĩ tới cảnh bị bọn lính này hành hạ cho đến chết. Hải nhìn sang Phong với ánh mắt có một chút trách móc. Không hiểu vì lý do gì mà Phong lại chọn cách tin tưởng vào ma quỷ, để giờ đây rơi vào tiếng thoái lưỡng nan. Tiếng la, tiếng nói đã đến sát rồi. Hãy biết bây giờ là vô phương cứu chữa. Cậu nhắm mắt chờ đợi tử thần đến với mình. Nhưng bỗng nhiên mọi thứ im bặt. Ánh sáng từ cây đèn pin của đám quân địch vẫn sáng, báo hiệu chúng vẫn ở đó, nhưng lại không có bất kỳ một tiếng động nào. Tiếng bước chân, tiếng la lối không còn, chỉ còn âm thanh khác ghê rợn hơn. Đó là tiếng cười, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Lúc đầu nhỏ nhưng mỗi lúc một tăng lên. Cả không gian bắt đầu tràn ngập thứ âm thanh hỗn tạp đó. Hãy nghe rõ tiếng của đám lính bắt đầu hét lên hoảng sợ. Phong ấn sát Hải vào trong, như thể cố gắng bảo vệ đứa em trai của mình khỏi sự nguy hiểm. Cả hai sợ đến tột độ. Tình thế này không biết phải làm sao. Tiếng hét của kẻ địch ngoài kia lớn hơn, rồi có tiếng súng nổ vang lên. Có tiếng vật gì đó bị xé. Tiếng khóc la ván trời cả một khu rừng. Cả hai lại không dám cục cửa, chỉ ngồi im lặng mà nghe những âm thanh đau đớn bên ngoài. Dường như ngoài kia đang xảy ra một sự việc gì đó rất thảm khốc. Tiếng súng trầm vang, nhưng không phải bắn về phía này. Một lúc sau, một tiếng quỳnh vang lên, báo hiệu có quả lựu đạn đã được rút chốt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho hai anh em phải ôm đầu lại mà vẫn bị cảm giác ù tai. Sau tiếng nổ đó, toàn bộ khu rừng im ắng. Mặc dù ánh sáng từ cây đuốc của đám lính kia vẫn còn, nhưng chẳng còn nghe tiếng của chúng nữa. Phong ngồi lên, vẫn lấm lét cố gắng nhìn ra, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cỏ. Cả hai sợ lắm, nhưng thầm nghĩ thôi, ngồi trong này cũng không phải là cách. Bây giờ lén đi ra và chạy có lẽ sẽ thoát thân. Nghĩ là làm. Thôi thì đến nước này có trốn cũng chết, cứ liều với bọn nó một phen. Cả hai lùi cụi bò ra. Quần áo đã rách hết đi, máu cũng đã ứa ra chảy hết cả cơ thể. Hướng ánh mắt về phía ánh sáng của cây đèn pin đang rọi sáng một khoảng rừng, Hải và Phong đứng chết sững, trợn mắt kinh hãi lên. Thậm chí đến cả Phong cũng lùi lại vài bước khi chứng kiến. Trước mặt họ là xác của đám lính kia. Trên gương mặt chúng đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Máu vùng vãi khắp nơi, thấm ướt cả tán lá cây còn đang nhỏ giọt xuống nền đất cát. Điều kinh khủng hơn là những cái xác đó không còn nguyên vẹn. Có đứa bị đứt tứ chi, đứa thì nát đầu. Đây chắc chắn là kết quả của trái lựu đạn của một tên vì quá hoảng sợ mà rút chốt ra. Trên cơ thể của vài kẻ còn loang lổ những vết đạn bắn. Phong thầm nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Những vong linh kia đã hiện lên, làm cho lũ này tự cầm súng giết nhau đến mức không có một tên nào còn sống. Phong đi tới, nhìn xung quanh với toàn máu là máu. Cậu gom súng của chúng lại, nói với Hải: "Lại đây phụ tao, chúng ta lấy hết chỗ súng này,
nếu rủi của đám lính khác tới thì còn có vũ khí mà chống trả. Hải bước lại, cầm cây đèn pin mà chúng để lại giơ lên, soi tìm một sợi dây leo rừng để quấn chỗ súng kia lại. Cậu vẫn sợ, mặc dù biết mình vừa thoát chết, vừa được những vong linh kia cứu cho một mạng, nhưng vẫn còn chấn kinh, khiến cho tay chân run rẩy. Sau một lúc thì cả hai cũng gói hết số súng ống và đạn dược, còn móc thêm vài quả lựu đạn còn sót lại trên xác của bọn chúng. Cứ thế cả hai lầm lũi bước đi, bỏ lại phía sau những cái xác bon bót nằm rải rác. Họ cũng chẳng muốn dọn xác của chúng làm gì, cứ để đó làm thức ăn cho thú rừng. Ánh mặt trời bắt đầu nhô lên, tia sáng len lỏi qua lá cây, báo hiệu một ngày mới đã đến. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt có chút thoải mái hơn. Vậy là xong, họ đã yên bình qua được cánh rừng này. Phong móc cái la bàn ra, nhắm hướng mà đi tới. Hải cũng nhẹ nhàng hơn một tí, mừng thầm trong bụng, là chí ít ra cậu vẫn còn sống mà không phải bỏ mạng tại đây. Phong phá vỡ bầu không khí. Cứ đi tới trước, trời sáng rồi. Hướng này sẽ đi tới ra khỏi cánh rừng thôi. Hy vọng là anh em mình đến được điểm tập kết sớm nhất. Phong cười, một nét cười vui mừng vì đã thoát nạn được một cách ngoạn mục. Hải đi nhanh tới, chỉ mong sẽ được ăn chút gì đó, được ngủ một giấc cho tỉnh táo mà thôi. Sức lực của cậu gần như kiệt quệ qua những sự việc vừa rồi. Phong cũng bơ phờ thấy rõ, cả hai đang cố vác những cây súng vừa gom được trên vai mà bước tới. Phong vui vẻ nói: Tính ra lần này anh em mình có công lớn, đóng góp vào kho một lượng vũ khí như vậy chắc sẽ được bằng khen đó. Thôi, em không mong cái gì ngoài được ăn một chút rồi ngủ một giấc. Em mệt quá rồi. Mày làm như mình mày mệt vậy, tao cũng có tốt hơn mày đâu. Thôi cố gắng chút được nghỉ ngơi rồi. Cả hai cười vang lên trong rừng. Ánh sáng đã chiếu xuống cánh rừng này, không còn vẻ u tối nữa. Cánh rừng hiện ra trước mắt thật đẹp. Hãy thầm nghĩ, nếu như không có chiến tranh, không có người chết, thì khung cảnh này sẽ càng thơ mộng biết là bao nhiêu. Cả hai cứ đi tới. Một lúc lâu thì Phong reo lên: Coi kìa, trả tới rìa rồi. Anh em mình thoát rồi Hải à. Hải nhìn tới phía trước. Đúng vậy, ở phía trước xa xa có thể phóng tầm mắt ra thấy cái bìa rừng. Ngoài kia là một cánh đồng rộng. Hải và Phong đi tới một chút, leo qua một cái gò đất thì đứng lại ngạc nhiên. Phía trước là những cái hố đất nhìn khá sâu, có hố to hố nhỏ nằm trải rác ra tới bìa rừng. Cả hai đi tới mà nhìn lạ lắm. Anh Phong, cái này là hố gì vậy? Ai đào lên vậy? Phong đứng lại, gương mặt có vẻ tái dại đi. Hố mình đó, tụi bên bốt nó đặt bẫy dân mình. Mấy cái hố kia là lúc mình nổ. Là mình chống người hả anh? Sao anh biết hay vậy? Bây giờ mình tính sao đây? Phong chỉ tay về chỗ mấy cái hố. Mấy cái hố đó là mình nổ rồi, mình cứ đi men theo hố đó mà đi ra. Nổ nhiều như vậy thì chắc cũng gần hết rồi, không sao đâu. Nhớ là đi men theo cái hố, chỗ nào đất trống không có cái gì thì cẩn thận đó. Đi ra phía bìa thì men theo bìa mà đi, đừng có ra bãi đất kia. Anh nghĩ là tụi nó có chôn ở đó đó. Hải gật đầu, gói túi súng lên và bước tới. Nhưng bỗng nhiên đứng khựng lại ngơ ngác. Ủa anh Phong, sao anh không đi? Phong nhìn Hải, ánh mắt anh đượm buồn, một dòng nước mắt chảy ra trên mặt. Phong nặng ra một nụ cười cay đắng. Mày đi đi, anh đạp mình rồi. Hải bàng hoàng, chớp cặp mắt lia lịa nhìn Phong, rồi lại nhìn xuống chân Phong. Phong đang đứng im, không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Hải. Anh nói sao? Anh đạp mình gì? Anh đạp rồi, bây giờ anh nhấc chân lên là nổ chết ngay. Mày đi tới đi. Anh nói khùng nó điên vậy, đâu đưa em coi. Hải toàn bước tới thì Phong đưa tay cản.
hãy nhìn xuống đất chỗ chân của Phong đang đứng. Ở dưới đó có một đám lá cây. Hãy quỳ xuống phủi đám lá cây xung quanh ra thì chết điếng. Đúng rồi, chân Phong đang đạp lên một quả mìn nằm gọn lõn ở đó. Giờ sao đây Phong? Hay là nhảy ra đi? Không được, bây giờ anh chỉ cần cử động nhẹ cái chân mình nổ ngay. Mày còn ở đây là chết ngay đó. Đi đi, không cứu được anh đâu. Anh khùng quá, anh chờ chút xíu, em kiếm tảng đá kê lên, anh rút chân là được mà. Chờ em. Hải, mày nghe anh nói. Không, em không nghe gì hết. Anh đứng đó đi. Phong cố nắm cổ tay của Hải lại. Hải lúc này đã giàn giụa nước mắt. Bản thân Hải hiểu chuyện này đã an bài một kết quả rồi. Hải chỉ là không thể chấp nhận được cái sự thật tàn khốc mà thôi. Phong nhìn Hải như đang nhìn một đứa em trai ruột của mình. Phong cười. Đừng lo cho anh nữa, mày cố gắng lên. Không mà, anh phải ra khỏi chỗ này với em. Hải hét lên, tiếng hét vang vọng cả khu rừng. Tiếng hét của sự đau khổ và tuyệt vọng. Ngay lúc này, tại sao chiến tranh không kết thúc? Những người tham chiến tại sao không buông vũ khí xuống? Ở đây, trong chính cảnh rừng tươi đẹp, lại có một mạng người sắp sửa mất đi, một tương lai sắp sửa bị dập tắt. Hải quỳ xuống, bất lực đến cùng cực, vì không thể suy nghĩ thêm bất cứ cách gì để cứu Phong. Phong xốc nách Hải đứng dậy. Anh nhờ mày hai chuyện, mày giúp anh được hay không? Hải lắc đầu, cậu òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của chàng thanh niên đang tuyệt vọng kia. Phong cười gằn. Cái thằng khóc như con nít vậy. Nghe lời coi, anh là cấp trên của mày đó. Đừng mà anh Phong, anh đừng mà. Nghe đi, anh muốn nhờ mày giúp. Việc đầu tiên, nhớ đem mấy cái đồ hôm qua của anh đưa về cho gia đình anh giùm. Sau khi chiến tranh xong rồi, mày nhớ an táng anh cho anh nằm gần gia đình. Anh nằm xa anh nhớ họ lắm, nghe chưa? Hải nhìn Phong trong nước mắt, gật đầu trong đau đớn. Phong hài lòng nói tiếp. Việc thứ hai, khi ra khỏi khu rừng, mày phải hứa với anh là chúng ta sẽ thắng, hòa bình sẽ đến với đất nước mình. Đừng để đám giặc đó đạp lên xác anh. Đừng để có thêm bất kỳ người nào phải chết nữa. Mày phải chiến đấu tiếp thay anh, nhớ chưa? Anh đi với em. Anh đừng. Phong gằn lên. Tuy cũng đã khóc, nhưng ánh mắt anh rất kiên định. Mày phải hiểu, đây là chiến tranh. Anh em mình đã tham chiến thì chuyện này là không tránh được. Mày phải mạnh mẽ, phải kiên cường hơn. Nhớ lại những gì mày đã được dạy, nhớ lại những gì mày được huấn luyện đi. Rồi đây mày sẽ được khóc. Mày muốn khóc vì anh bao nhiêu anh cũng không cản. Nhưng mày chỉ được như vậy khi mà đã có được chiến thắng, đã hoàn thành nhiệm vụ mà trọng trách bảo vệ đất nước này. Còn bây giờ, anh không cho phép mày yếu ớt như vậy. Mày phải mạnh mẽ hơn, nghe chưa? Hải vẫn gục ở đó, thổn thức trong nước mắt mà nhìn Phong. Phong đứng nghiêm lại, hô to. Đồng chí Hải, tôi yêu cầu đồng chí đứng nghiêm, ngay ngắn sẵn sàng nghe mệnh lệnh. Hải từ từ đứng lên, đối diện với Phong. Miệng vẫn cố nài nỉ Phong, nhưng lúc này gương mặt của Phong hiện lên vẻ nghiêm trang. Tôi yêu cầu đồng chí chấp hành tác phong nghiêm chỉnh của quân đội Việt Nam. Tôi xin nhắc cho đồng chí nhớ, tôi là chỉ huy của đồng chí, đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh được giao. Hải đứng đó, bắt đầu ngay ngắn, đưa tay lên trán chào Phong theo đúng quy chuẩn của quân đội. Cả hai người lúc này nhìn nhau trong nước mắt. Một người sẽ sống, một người sẽ nằm lại nơi đây. Phong nghiêm mặt ra lệnh. Yêu cầu đồng chí mang đầy đủ số vũ khí này đến điểm tập kết của quân ta để chi viện.
đồng chí phải luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Đồng chí phải ra khỏi khu rừng này một cách an toàn theo hướng dẫn. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, cũng không được phép quay đầu lại. Đồng chí nghe rõ chưa? Hải đau đớn gật đầu. Phong quát lên: Tôi hỏi một lần nữa, đồng chí nghe rõ chưa? Dạ, báo cáo chỉ huy, tôi nghe rõ. Hải òa lên, gào to trong nước mắt. Tiếng khóc của Hải vang vọng cả khu rừng. Cậu bắt đầu gói lại túi súng, vác lên vai và bước đi tiếp. Cứ thế, Hải chậm chậm bước ra khỏi khu rừng theo hướng dẫn của Phong. Cậu không dám nhìn lại, không dám quay đầu nhìn về phía Phong nữa, mặc dù cậu biết Phong đang dõi theo cậu từ phía sau. Hải đi ra khỏi cánh rừng, chân run không còn có thể đứng vững. Cậu vẫn khóc, sự đau đớn vẫn hiện lên trong lòng Hải. Cậu cứ chậm chậm bước đi. Và rồi một tiếng quỳnh vang lên, đã làm cho Hải quỳ xuống. Cậu quỳ ở đó, ngay trước bìa rừng, gào tên người chỉ huy, người anh trai của mình vừa hy sinh. Tiếng kêu gào vang lên ai oán, đánh động cả khu rừng. Kể tới đây, Khang lúc này cũng đã rơi nước mắt, nhìn vào cái bia mộ của ông Phong ở phía trước mà hỏi: Rồi sau đó thế nào vậy ông? Thì ông đi dọc bìa rừng, tìm tới điểm tập kết chứ sao. Mọi người nghe tin ông Phong mất thì cũng vội quay vào rừng mà tìm xác. Cũng may là gom nhặt lại được, rồi chôn đỡ làm mốc ở đó. Sau này khi rút quân về, ông cũng đã tìm tới, đem ông ấy về đây. Khang xúc động mạnh. Cậu đứng ra đó nhìn cái ngôi mộ trước mặt, mà vừa dâng lên một nỗi thán phục và một sự xót thương trộn lẫn vào nhau. Chiến tranh chính là thứ gây ra nhiều sự mất mát. Nếu như không có nó, thì chắc có lẽ ông Phong cũng đã có vợ con theo ước nguyện, và cũng có đứa cháu như Khang bây giờ. Khang thầm nghĩ, chẳng thể ngờ ở cái nghĩa trang này lại là nơi yên nghỉ của một người anh hùng thật sự. Những người sống trong hòa bình quá lâu, không biết ai có mảy may nghĩ đến những người hy sinh thầm lặng như thế này hay không. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao ông nội mình đều đặn đi viếng người này như thế. Thắp nhang xong, ông Hải kéo Khang ra ngoài. Ông ấy yên nghỉ là được rồi. À mà quên nữa. Ông bước lại, đứng trước mộ của ông Phong, dõng dạc nói: Anh Phong, đất nước mình bây giờ hòa bình phát triển rồi. Đây là những điều mà năm nào ông cũng làm. Ông muốn nói để cho vong linh của ông Phong có thể yên tâm mà yên nghỉ. Nước mình vừa mừng lễ quốc khánh trong hòa bình thêm một lần nữa. Anh biết không, một cơn bão lớn quét qua miền Bắc, hay tin miền Bắc thiên tai, nhân dân miền Trung Nam lập tức lên đường đi hỗ trợ. Đúng là những người như chúng ta có nằm xuống cũng cảm thấy mãn nguyện, vì đồng bào luôn yêu thương, luôn đùm bọc nhau. Nói xong, ông cười mãn nguyện, giơ tay lên trán chào theo nghi thức quân đội, rồi quay lưng bước đi. Ông phải kéo thằng cháu nội ra chỗ quán nước của chú Đoàn để làm trái dừa lạnh đã. Nãy giờ kể chuyện cho nó khát muốn khô cả cổ rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tiếng khóc trong rừng, một sáng tác của Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.